họ sẽ phải hết sức cẩn thận và dè chừng ngày hôm nay. Vì như đã nói, với thể thức mới thì nếu như chẳng may đánh mất game 1 trên sân nhà thì đội xếp trên sẽ gặp rất nhiều khó khăn khó lường chiến thắng trước Dolphins. Đó cũng là trận đấu duy nhất mà hai đội gặp nhau trong tình trạng lực lượng của cả hai bên đều đầy đủ. Khi gặp tại trận tập trung thì không có Dominic Thâm, còn khi Sài Gòn Heat để thua trước Dolphins tại nhà thi đấu Đại học Nha Trang thì ngày hôm đó họ không có kim bản. Trước mắt sẽ là game đấu đầu tiên nơi mà Kendrell Buckley, cầu thủ ngoại binh mà chúng ta có thể nói là hay nhất lịch sử VBA, đang có cơ hội để trở nên hay hơn nữa với một danh hiệu Finals MVP trước mặt của cầu thủ từng giành danh hiệu này năm ngoái, đó là Ma'Darius Gibbs. Còn với Gibbs thì anh cũng đã công khai mục tiêu của mình. Mục tiêu của Gibbs là Final MVP thứ hai liên tiếp. Tấn công đầu tiên sẽ trong tay của Nha Trang Dolphins. Một giây, và đó là Gibbs. Trên mặt của sân Nha sẽ làm mạnh trang rất thú vị cho ngày hôm nay. Gibbs ném 3 và 3 điểm từ Ma'Darius Gibbs. Nha Trang Dolphins. Chủ bắt lý lũ rất khỏe, vẫn còn đi bao. Dí dổ chưa được, 3 field goal liên tiếp. Field goal thứ 4 thì có end one cho Kendrell Buckley. Câu trả lời của Sài Gòn Heat. Cầu thủ Nha Trang Dolphins vẫn là những nhịp dẫn bóng quen thuộc của Gibbs. Lần này thì anh không đem về điểm số. Hassan Thomas tự mình đột phá và lại khiến cho Dominic Thâm phạm lỗi. And one. Nhưng đây còn là một chi tiết quan trọng hơn khi mà Dominic Thâm đã dịch pha cho mổ. Luôn chuyển bóng rất tốt, võ kim bản, đi đảo tuyệt vời và kim bản cũng đã bắt đầu nhập trận. Kém rát nhưng vẫn đang luôn chuyển bóng và còn nhiều thời gian. Hassan Thomas và Phúc Minh, Hassan kiếm về end one. Thứ ba mà thôi, hai lần bóng bàn của đội bóng thân và một lần bóng bàn vừa rồi của Samson. Và điểm của kim bản thì đã hot hand thì vô cùng đáng sợ. Kim bản anh chỉ là một cú ra tay ở bài vòng bán nguyệt. Hassan tích ra Phú Minh, thay game chắc, thay game với cú ném chính xác của Nguyễn Huỳnh Phú Minh. Sài Gòn Heat ném ba quá cháy ở hiệp này. Trần Minh Tâm đã rút tay lại. Và đó sẽ là cơ hội dành cho Kendrell Buckley kết ra góc 45 độ. Đây là võ kim bản. Bản lĩnh của Sài Gòn Heat là đây. Khi mà võ kim bản đã bắt đầu tìm thấy sự chính xác thì anh sẽ trở thành một võ đuốc thực sự. Sơn kịp trượt chân Kendrell Buckley, đây sẽ là pha không thành của Kendrell Buckley. Đây là Tim Well phút bước rất tốt, đột phá hay và điểm cho team cá voi. Ném rất thiếu chính xác của Huy Hoàng. Huy Hoàng hay Sơn Minh Tâm đang ném rất tệ ở hiệp này và tiếp tục là điểm từ Tim Well. Đó chính là vấn đề lớn nhất của đội tuyển lớn hơn của thành tích đáng điểm. Một hiệp đấu mà Sài Gòn Heat có cho mình tới 32 điểm. Kendrell Buckley bây giờ cũng có cho mình 31 điểm.
Tổng số điểm của anh là 9/17. Sẽ là Kendall Buckley, một mình Buckley. Có Dư Minh An, Phú Minh sau khi thủ tốt thì lên tiếng chắc. Đúng là như vậy. Sau khi tỏa sáng ở khu vực rổ nhà thì Phú Minh tiến lên. Cá nhân không cho Buckley có thể tiếp cận rổ. Đây là 2 điểm. Đây là cơ hội của Hoàng Thị cho Sang Hồng Nghĩa. Bỏ qua người hùng võ Kim Bản với một cú clutch giá trị vàng 10. Vẫn là Kim Bản. Trận đấu
mà Saigon Heat đã có tới 98 điểm